Không được phép xúc phạm tôi như vậy. Cái gì? Tôi xúc phạm nó làm gì nhau? Cô. Làm gì tôi? Hả? Bây giờ cô. Anh muốn gì? Cô... Anh chỉ rõ cái gì? Tặng cô chiếc nhẫn. Alo. Vũ Bằng hả? Bữa nay anh có rảnh không? Lên trường đó tôi về nha. Ừ. Vậy là mày định hẹn hò với Vũ Bằng trước mặt tụi nó luôn hả? Tao nghĩ á, tụi nó sẽ tức điên lên khi biết tao từ chối Lâm Khiêm để đến với một người không bằng hắn. Nhất là đám con trai trường này. Đợi tôi đi với. Chúng lồng lộn lên vì tức. Hôm nay mấy bà làm bài đây cũng là đòn trừng phạt dành cho bọn chúng tôi thôi. Tôi làm không được gì hết á. Vậy là mày không định trở lại với Lâm Khiêm? Làm được có mấy câu à. Mày chỉ thân với tao lâu như vậy rồi, không hiểu tao hay sao mà hỏi vậy nữa. Mày lạ ghê á. Thì tao biết mày rất khó tính và cố chấp. Nhưng mà mấy ngày nay á, tao thấy Lâm Khiêm cũng tội. Ảnh nó cứ chờ mày suốt ở đây nè. Ừ, mấy bà qua nhà gọi cho đi. Mày á thì mày cũng không chịu bắt máy, không cho người ta có một cơ hội nào để giải thích hết. Biết đâu không có biết đâu gì nữa cả. Ngàn lời giải thích bây giờ cũng bằng thừa. Tao chỉ tin vào mắt của mình mà thôi. Mày nghĩ coi, trước mặt mọi người mà hắn phải dám thẳng thừng từ chối tao. Để rồi coi, kỳ này tao phải làm cho Lâm Khiêm bẻ mặt mới được. Nhưng ê, tặng em. Tội nghiệp Lâm Khiêm rồi. Tôi mà như vậy á thì tôi bố quách cho rồi. Trời ơi. Em không nhận thì thôi chứ sao đạp nó nát mét vậy? Thôi tặng em nè. Chính được coi. Anh tặng em kia mà. Bây giờ anh muốn kiếm chuyện hả? Em ơi, sao vậy? Đi với anh. Em ơi, em sao mà em cư xử nông nổi giống Phi Ân quá vậy? Nè, nè gì? Tôi cấm anh không được so sánh tôi với Phi Ân nghe chưa? Tôi không phải là Phi Ân, tôi không ưa nhỏ đó. Ừ đó, tôi xử sự như vậy đó. Còn anh, đồ bị ổi, vô liêm sỉ, lợi dụng. Em là con ngốc hả? Đâu phải gì đâu. Em đừng có mơ. Trời anh muốn thông ơi, qua em hiểu lầm rồi. Anh tư em có thể đối xử như hả? Vậy được hả? Anh lợi dụng tôi vậy đó hả? Trời ơi, anh đã nói rồi, một chị không như em nghĩ đâu mà. Tứ anh. Gì nữa? Tứ anh à. Được lắm. Tôi á là cần một người vợ nè, thông minh nè, giỏi giang nè, rồi hiểu tôi nè. Tôi không ngờ cô là một con người tệ bạc như vậy. Cô là con người tôi á, tôi cứ hả? Tưởng là mình tìm được một chàng sao? Trai thông minh, cao thượng. Ai ngờ đâu, đằng sau cái vỏ bọc đẹp trai đó là một tâm hồn tiểu nhân, hèn ác. Một người đê tiện. Tôi vô liêm sỉ, bỉ ổi, hèn hạ. Cô không được nói tôi như vậy nghe chưa? Cái gì? Hả? Tôi nói đó hả? Nếu mà không nghe tôi nói hả? Đừng tìm đến tôi nữa, nghe chưa? Đi về luôn đi. Em cứ bình tĩnh đi. Rồi từ giải từ thích anh hả? Giải thích nha. Giải thích cái gì? Bây giờ anh muốn giải thích đó hả? Giải thích là anh và Phi Ân không yêu nhau chứ gì? Hay là hai người miễn cưỡng tới với nhau? Hay là chú Phong á bắt buộc anh phải làm như vậy? Nè, anh đừng nói với tôi bằng những lời hoa mỹ đó. Những lời hoa mỹ đó hả? Anh đem mà nói với mấy đứa con gái á, ngu ngốc, ngu si, đần độn đó. Tôi không tôn thờ anh như mấy đứa con gái đó nghe chưa? Hả? Cô không được phép xúc phạm tôi như vậy. Cái gì? Tôi xúc phạm đó làm gì nhau? Làm gì tôi? Hả? Bây giờ cô. Anh muốn gì? Cô... Anh chỉ chọn cái gì? Tặng con chiếc nhẫn. Sao chứ? Hả? Nhẫn hả? Nhẫn của anh chứ gì? Trả rồi hả? Nè, tôi trả cho nè. Nè, làm gì tới trễ vậy? Hả? Chiếc xe nó bị bể bánh nên để tôi anh chờ lâu. Xin lỗi tôi anh nha. Không sao đâu, anh tới kịp lúc mà. Anh tới kịp để mà chứng kiến cảnh tôi trả nhẫn cho anh đó. Trời, chiếc nhẫn. Gì nữa? Thì ra từ nay tôi với anh không còn nợ nần gì nữa nghe chưa? Bây giờ anh biến đi, đừng có phiền tôi nữa. Bây giờ tôi hiểu rồi. Một người đẹp trai út xuống như tôi mà cô không lấy. Cô lấy cái thằng cái bỏ như não dừa. Bây giờ cô nói một tiếng đi. Ủa, tôi sợ anh hả? Một tiếng đi. Ừ đó, Vũ Bằng hiền khô, Vũ Bằng bị hô. Anh có hô bằng Vũ Bằng không? Bây giờ tôi nói thiệt á. Được rồi, anh nghe rõ nè. Có ai hô bằng Vũ Bằng không? Nhìn kỹ nè. Sao thích tôi lạ lắm. Vũ Bằng không đẹp bằng anh, nhưng mà Vũ Bằng tốt. Vũ Bằng yêu tôi. Anh yêu tôi đúng không? Yêu đúng không? Cái gì? Anh thấy chưa? Cái gì? Anh phải nhìn lại bản thân của mình đi. Không tốt đẹp gì đâu. Bây giờ là hai người yêu nhau đúng không? Lợi dụng. Trời, sao nói tôi anh vợ? Sao bây giờ sao? Bây giờ tôi tát hai người luôn đó. Rồi, được rồi. Rồi. Muốn lấy hả? Buông ra. Hả? Cái gì? Tụi tiện. Dạ, tự anh.
Thầy da, cô nhớ đó. Anh biến đi, anh nhớ đó. Bữa nay anh dám đánh tôi hả? Chết được rồi. Quá, Lâm Kim vậy mà cũng vũ phu ghê ta. Không, cái này phải nói là phong độ đàn ông, rất đáng khâm phục. Ừ, phải đánh như vậy á, cho chừa cái tật động đảnh. Ừ.